Đi quan chào quý khán giả của Người Việt TV. Sau đây là một điểm tin sáng thứ năm ngày mùng 2 tháng 3 năm 2017. Tổng thống Donald Trump vừa mới ký ban hành ba cái đạo luật, hai đạo luật liên quan đến phụ nữ và một đạo luật liên quan đến vấn đề cấm súng tại Hoa Kỳ. Đạo luật đầu tiên, Tổng thống Barack Obama khuyến khích tất cả mọi cơ quan doanh nghiệp hãy tuyển dụng thêm phụ nữ và để cho phụ nữ có được những vai trò quan trọng trong lĩnh vực kinh tế và thương mại đạo luật thứ nhì cũng liên quan đến phụ nữ đó là khuyến khích cơ quan hàng không không gian của Hoa Kỳ là NASA hãy tạo thêm những chương trình về khoa học, về toán, về lãnh đạo để phụ nữ có thể đóng góp thêm vai trò trong các lĩnh vực mà phải nói rằng từ xưa đến giờ đa số là nam giới. Đạo luật thứ ba là Tổng thống Donald Trump đã hủy bỏ một đạo luật thời của Tổng thống Barack Obama. Ông Obama trước kia đã ký một cái đạo luật là yêu cầu tất cả một cơ quan an ninh phải để ý và phải có những bản báo cáo về lý lịch của những người muốn mua súng mà những người đó có thể là có một cái tiền sử bị bệnh tâm thần nhưng mà hiện nay thì với cái đạo luật mới của tổng thống donald trump những người bị bệnh tâm thần vẫn có thể mua được súng tức là những người không ổn định về mặt tâm thần đây là một vấn đề gây ra quan ngại cho một số người muốn ngăn cấm và giới hạn cái vấn đề sử dụng súng tại hoa kỳ thưa quý vị. Từ hôm qua đến nay và ngay giờ phút này thì um, tin tức của tất cả các hãng thông tấn đều đề cập đến một cái sự kiện đó là ông Bộ trưởng Tư pháp của nước Mỹ là ông Sessions hiện nay đang nằm trong một cơn bão của dư luận. Bởi vì ngày hôm qua thì tin tức của tờ Washington Post cho biết là trong suốt giai đoạn từ tháng 6 xin lỗi quý vị từ tháng 7 và tháng 9 năm 2016 uh, trong cái giai đoạn mà có cuộc vận động tranh cử giáo diết giữa ông tổng thống uh, đắc cử sau này là ông Donald Trump và ứng cử viên đảng dân chủ là bà Clinton thì ông session là một người đã ủng hộ ông Donald Trump tối đa thì ông Session đã có những cuộc gặp gỡ hai cuộc gặp gỡ với đại sứ nga tại Hoa Kỳ. Cái vấn đề là ông đại sứ nga này là ông Sergei Kislyak được tình báo của Hoa Kỳ xem như là một nhân vật lãnh đạo của ngành tình báo của nước nga tại nước Mỹ và đồng thời ông đại sứ Sergei của nga cũng là người đứng ra tuyển dụng những điệp viên của nga nằm trong nội bộ của nước Mỹ. Thì thưa quý vị cái vấn đề là ông Sessions hiện nay là Bộ trưởng Tư pháp trong cái giai đoạn mà ông làm thành viên của Ủy ban Quân vụ Thượng viện thì ông quá tình là có gặp gỡ đại sứ Nga hai lần. Nhưng mà vấn đề của ông ấy là khi mà ông tuyên thệ để ra chức Ủy ban huy, um, um, của Thượng viện để nhằm mục đích được Ủy ban chuẩn thuận làm Bộ trưởng Tư pháp, ông đã tuyên thệ là ông nói sự thật thì ông lại nói rằng ông không hề gặp bất kỳ một viên chức nga nào cả trong cái giai đoạn vận động tranh cử như vậy. Nhưng mà sáng nay thì ông nói rằng khi mà ông gặp những đại sứ nga đó, ông gặp với tính cách là một thành viên của ủy ban quân vụ mỹ, cũng như ông đã gặp lãnh đạo của nhiều quốc gia khác từ lãnh đạo nước Anh, lãnh đạo Nam Hàn, lãnh đạo của nước Đức và lãnh đạo của Trung Quốc chẳng hạn. thành thử ra ông không hề nói láo trong cái chuyện mà ông có gặp hay không gặp viên đại sứ nga này. Thưa quý vì sáng ngày hôm nay thì rất nhiều các vị dân cử trong đó có cả những vị nghị sĩ của đảng cộng hòa cũng kêu gọi phải có một cuộc điều tra liên quan đến ông Sessions. thứ nhất là bà nghị sĩ Nancy Pelosi đảng dân chủ của California bảo như vậy là ông Sessions đã nói láo khi mà tuyên thệ trước ủy ban của thượng viện và bây giờ sự thật không đúng là như vậy. trong khi đó thì hai vị nghị sĩ có tiếng của đảng cộng hòa là nghị sĩ Lindsey Graham ở Cộng hòa của tiểu bang South Carolina thì nói rằng ông session phải tách ra khỏi cái ủy ban mà hiện nay đang điều tra về vấn đề mà nước Nga có thể tấn công vào hệ thống bầu cử của nước Mỹ. Trong khi đó thì ông Graham cũng nói với đài truyền hình rằng nước Nga không phải là bạn của nước Mỹ. Uh, riêng nghị sĩ John McCain của đảng Cộng hòa tiểu bang Arizona thì ông nói rằng không có gì nghi ngờ cả. Nước Nga đã tấn công một cái hệ thống điện toán của nước Mỹ vào trong cuộc bầu cử vừa qua và đã hủy hoại cái nền dân chủ của nước Mỹ, destroy America, democracy. Và đồng thời nước Nga bây giờ đang tìm cách ảnh hưởng một cuộc bầu cử bên Pháp và nhiều các quốc gia khác ở bên Âu Châu trên vấn đề tiến hành một cuộc điều tra liên quan đến vai trò của nước Nga trong cuộc bầu cử vừa qua là cái điều hết sức là quan trọng. Trong khi đó thì sáng nay các luật sư của Tòa Bạch Ốc đưa ra một lời cảnh cáo và khuyến cáo tất cả nhân viên Tòa Bạch Ốc Hãy giữ lại tất cả những bằng chứng, tức là những uh, giấy tờ, những cái text gửi từ phone ra, những cái email từ computer, bất kỳ cái nào có liên quan đến cái cuộc bầu cử vừa qua mà có thể có bằng chứng là có liên quan đến nước Nga. Thưa quý vị, bởi vì Bộ Tư pháp và một cái ủy ban điều tra của Thượng viện đã đưa ra một lời khuyến cáo là tất cả 20 cơ quan của chính phủ liên quan đến cuộc tranh cử vừa qua đó đều cần phải giữ lại những cái bằng chứng để cho các cuộc điều tra đã được tiến hành. Nghị sĩ của Đảng Cộng Hòa là ông Chuck Schumer, từ bang New York, thì nói rằng ông rất quan ngại là sẽ có những nhân viên của tòa bạch ốc sẽ hủy hủy gọi là tiêu hủy bỏ những cái bằng chứng đó đi để ngăn cản cuộc điều tra. Giờ phút này thì thưa quý vị, trung tâm điểm của tính chính trị Mỹ vẫn là vấn đề điều tra cái vai trò của nước Nga trong cuộc bầu cử. Tổng thống Donald Trump và Tòa Bạch Ốc thì bảo rằng lại thêm có một âm mưu nữa nhằm mục đích triệt hạ uy tín của Tổng thống Trump. Thưa quý khán giả, khi mà Tổng thống Donald Trump tuyên bố rằng ông sẽ tăng ngân sách quốc phòng lên 10% và sẽ cắt giảm một phần ngân sách của Bộ Ngoại giao, cũng như cắt giảm cái vấn đề viện trợ của Hoa Kỳ cho các quốc gia ngoại quốc, thì đối với nhiều nhà phân tích quốc tế rõ ràng là chính quyền của tổng thống Donald Trump đã xem nhẹ cái vai trò của bộ ngoại giao và tăng cường vai trò của bộ quốc phòng Mỹ một đoạn bản tin của đài phát thanh Pháp RFI đã trích thuật một cái bài bình luận được đăng trên tờ báo Pháp là tờ La Libération có một cái lời tựa rằng ngoại giao của ông Trump và sự chọn lựa võ khí à, tờ báo này nói rằng à, rõ ràng là Tổng thống Donald Trump đã gửi ra một cái thông điệp là nước Mỹ cần hùng mạnh trở lại trong một cái thời điểm mà ông Trump mô tả hết sức là nguy hiểm. Cái việc mà tổng thống Donald Trump chê trách tổng thống Barack Obama trong vấn đề ngân sách quốc phòng thì thực sự ra theo nhận định của tờ La Liberation, cái quyết định cắt giảm ngân sách quốc phòng của tổng thống Barack Obama có lý do bởi vì lúc đó quân đội Mỹ bắt đầu rút ra khỏi hai chiến trường quan trọng nhất là Iraq và Afghanistan, cho nên hai cuộc chiến chiến này đã tốn ngân sách của Hoa Kỳ rất nhiều. Và đó là lý do tại sao khi rút quân ra thì Tổng thống Barack Obama có nhu cầu phải cắt giảm ngân sách. Tuy nhiên, tờ La Liberación nhận định rằng ngay cho dù uh, có có um, cắt giảm ngân sách chăng nữa, thì thưa quý vị, uh, ngân sách quốc phòng của nước Mỹ cũng chiếm một con số kinh khủng bởi vì chiếm tới 3.3% tổng lợi tức uh, quốc gia, tức là tới 600 tỷ Mỹ kim một năm. Số liệu này cho thấy rằng ngân sách quốc phòng của Hoa Kỳ cao gấp 3 lần so với Trung Quốc và cao gấp 9 lần so với nước Nga. Thưa quý vị, một cái bằng chứng nữa cho thấy là Tổng thống Donald Trump rất quan trọng về quốc phòng bởi vì ông chỉ định 3 vị tướng nắm ba cái bộ quan trọng. Bộ quốc phòng là do tướng James Mattis, bộ an ninh nội địa là do tướng John Kelly và bộ cố vấn an ninh quốc gia là tướng Mark Master. Tờ La Liberation nói rằng Bộ Ngoại giao sẽ là cơ quan chịu ảnh hưởng nhiều nhất cho cái việc cắt giảm ngân sách này bởi vì việc cắt giảm có thể lên tới 30%. Và đó là lý do tại sao và hàng trăm tướng lãnh Hoa Kỳ đã ký vào một cái lá đơn, một cái lá thư thỉnh nguyện họ nói rằng không nên cắt ngân sách của ngoại giao Hoa Kỳ cũng như là cắt những cái khoản viện trợ ngoại giao của Mỹ cho những quốc gia khác. Bởi vì đó là một cái cách hay nhất, cái việc mà ngoại giao quốc tế đó là ngăn ngừa các xung đột và làm giảm thiểu các nguy hiểm cho những người hiện nay đang chiến đấu tại mặt trận hôm uh, cách đây hai ngày thì tổng thống donald trump đã có một cái bài diễn văn mà được mô tả là lịch sử đối với um, suốt giai đoạn tranh cử và um, lãnh đạo của ông bởi vì ông để lập ấn tượng rất lớn cho quốc hội cũng như dân chúng mỹ cứ 7 người được phỏng, 10 người được phỏng vấn thì 10 người 7 người trả lời rằng họ đồng ý và tán thành cái bài diễn văn của ông trump nhưng mà làm cách nào ông trump có thể đọc được bài diễn văn hay như vậy thì có vị tin của cnn và một cái đoạn phim cho thấy rằng uh, buổi tối hôm đó thì trời mưa râm râm ở bên washington dc và cái xe limousine chờ Tổng thống Donald Trump ngồi trên xe có vợ và cô, ông con rể là Jair Kushner và cô con gái là Invaka. Thì từ đó Tổng thống Trump mới cầm ba tờ giấy mà đã outline, tức là đã viết sẵn những cái đoạn mà ông cần nói. Cái điều quan trọng CNN có nêu ra là cứ một đoạn mà ông nói, ông nói chuyện về chính sách quốc ngoại, quốc nội, ông quay có người con rể là Kushner. Bản tin của CNN bảo là looking for his approval, Tức là chờ đợi cái sự đồng ý của ông Quân Rể. Đó chứng tỏ rằng ông Quân Rể có một vai trò rất quan trọng trong uh, chính phủ của Tổng thống Trump. Bài diễn văn đó thì thưa quý vị đã được người ta đánh máy và đưa cho Tổng thống Trump vào khoảng 20 phút trước khi mà ông bắt đầu đọc. Uh, đó cũng là tin tức thôi. Nhưng mà có một số người thì ngờ rằng cái cách đưa cái tin nó ra cũng chứng tỏ cho thấy rằng ông Donald Trump là một thiên tài trong lĩnh vực gọi là nói chuyện trước đám đông. Chứ với một bài diễn văn tới 90 phút như vậy thì ta ngờ rằng nếu mà chỉ có đọc trong thời gian ngắn thì không chắc ông đã nói một cách trôi chảy như thế. Một trong những ngôi sao của truyền hình Hoa Kỳ là bà Oprah Winfrey vừa mới cho biết là bà có thể nghĩ tới cái việc ra tranh cử tổng thống. Cái lý do đơn giản thôi, trả lời một cuộc phỏng vấn của đài truyền hình Bloomberg khi phóng viên của đài truyền hình này hỏi rằng kinh nghiệm cho thấy rằng tổng thống Donald Trump đâu có kinh nghiệm gì với vấn đề ngoại giao và điều hành đất nước đâu mà vẫn có thể ra tranh cử tổng thống được. Nhưng vậy thì bà nghĩ sao? Thì bà Winfrey bảo nói ô, ô, bà trả lời sau đó là oh, I thought tôi 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 có nghĩ về vấn đề đó thưa cái vị bà Winfrey thì trước kia vào năm năm 1999 cái lúc mà ông Donald Trump có ý định ra tranh cử đầu tổng thống đầu tiên đó, thì ông Donald Trump đã có ý là mời bà Winfrey đứng phó cho ông lúc đó chưa biết là dân chủ của cộng hòa bởi vì ông Trump lúc đó đảng tịch thì không được rõ lắm mà sau này thì bà Winfrey đã quay qua để ủng hộ bà Clinton. Tin của CNN cho biết là một số những nhà tỷ phú khác như là người đã sáng lập ra Facebook là Mark Zuckerberg cũng có ý định ra tranh cử tổng thống. Và cái người mà tổng giám đốc của Disneyland tức là Bob Iger cũng có ý định ra tranh cử tổng thống. Bởi vì báo chí nói rằng ông Donald Trump là người không có kinh nghiệm về ngoại giao và điều hành đất nước mà vẫn đắc cử được. Đó là cách nhìn nhận của một số nhà báo thôi. Và chúng ta phải chờ xem bởi vì còn quá sớm để có thể kết luận về vai trò của một người lãnh đạo quốc gia nhất là ông Trump vừa mới nhận chức được vào khoảng một tháng thôi đang có một cái sự lo âu và quan ngại ngay từ cái cộng đồng người chuyển đổi giới tính tại New Orleans thưa quý vị ngày hôm chủ nhật vừa qua và sáng thứ hai vừa rồi thì có hai người phụ nữ đã bị giết chết ngay tại New Orleans mà cả hai người phụ nữ đều là người chuyển đổi giới tính đó là lý do tại sao mà sáng nay tin của đài National Public Radio cho biết là cộng đồng người chuyển đổi giới tính tại New Orleans họ rất quan ngại bởi vì họ bảo là khi mà đã xảy ra cái chết cho hai người phụ nữ trong vòng có 48 tiếng đồng hồ như vậy thì có thể xảy ra cái chuyện đó cho với những người đồng tính chuyển đổi giới tính khác tại New Orleans. Cảnh sát thì nói rằng họ chưa có một bằng chứng nào cho thấy hai cái chết này là do động cơ thù hận cả. Uh, một người chủ của một um, cái um, phòng triển lãm tranh nổi tiếng của New York đó là Chamber Gallery ở tại New York City là ông John Garcia Mosqueda uh, gốc là người Ar uh, Argentina vừa mới bị chặn lại tại phi trường John F. Kennedy bởi vì ông về thăm Argentina và quay trở lại New York để mà khai trương cái phòng triển lãm với những cái tác phẩm mới của mình Ông đã bị lục xoát cơ thể chặn 14 tiếng đồng hồ tại phi trường John F. Kennedy International Airport không được cung cấp thức ăn, nước uống và sau đó bị đưa lên một chiếc máy bay để bay trở lại Argentina Đây là một bằng chứng nữa cho thấy rằng um, một số những viên chức đã giải thích hoặc là đã hành xử um, cái luật, sắc luật của Tổng thống Donald Trump về vấn đề cấm nhập cư một cách hơi quá đáng Thành thử ra, người nghệ sĩ Juan Garcia Mosqueda này đã viết một cái thư cho báo chí bảo rằng ông không thể tưởng tượng được rằng ông đã sống ở bên, bên Mỹ 10 năm mặc dù không có quốc tịch Mỹ nhưng mà đóng góp rất nhiều cho nghệ thuật của Hoa Kỳ mà lại bị đối xử như vậy. Sáng nay có một cái tin là cái đội đá banh của Tây Tạng hiện nay đang sống tại Ấn Độ đã xin được giấy phép được vào Mỹ mà rút cuộc thì bị từ chối với lý do là không có thuận tiện. Tất cả đội banh nữ này họ đều rất mong muốn được vào Dallas của Texas để xem cái vận động trường và đã giao hữu với một cái đội banh ở Dallas. Nhưng mà vì uh, lý do là không thể vào đây được uh, Báo chí nói rằng có thể là các viên chức Mỹ Quan ngại rằng cả đội banh này ở lại Và sẽ xin tị nạn Nhưng mà không có bằng chứng nào về chuyện đó cả uh, Thưa quý vị uh, Tin liên quan đến cái chết của Kim Jong Nam Bị ám sát ở bên phi trường Kuala Lumpur Vào ngày 13 tháng 2 vừa qua Thì sáng hôm nay một viên chức của Malaysia Cho biết là một nghi can người Bắc Hàn Tên là Ri Yong Cho sẽ được trả tự do rất sớm Và sau đó sẽ được uh, trục xuất về Bắc Hàn Ông này đã sống tại Malaysia 3 năm liền, năm nay 47 tuổi. Và ông đã bị bắt sau cái vụ ám sát Kim Jong Nam vừa qua. Nhưng mà sau một cuộc phỏng vấn nhiều ngày, thì cảnh sát Malaysia nói rằng không có bằng chứng nào cho thấy rằng ông dính vào cái vụ ám sát cả. Đồng thời, Malaysia cũng loan báo cho biết là họ sẽ tạm ngưng cái chương trình mà nhập cảnh giữa Bắc Hàn và Malaysia hoàn toàn tự do trong thời gian vừa qua. Bởi vì theo luật hiện hành, đó, Bất kỳ một công dân Bắc Hàn nào mà muốn vào Malaysia chơi đều không cần phải xin giấy phép nhập cảnh, tức là visa entry trong một 30 ngày. Nhưng mà sáng nay thì phóng viên NPA tại Hán Thành đưa ra một câu hỏi rằng người dân của Bắc Hàn ngay trên đất nước của họ muốn di chuyển từ thành phố này qua thành phố kia còn phải xin giấy phép tức là chế độ hộ khẩu để di chuyển giống như cộng sản Việt Nam hồi xưa. Vậy mà lấy cái cách gì để có thể đi qua Malaysia chơi được, thành ra người ta ngờ rằng những người đi qua Malaysia cũng là những người có vấn đề. Và tin mới nhất của đài CNN cho biết là Tổng thống Donald Trump vừa đưa ra một lời cảnh báo tiểu bang California. Nếu mà California cứ thiết lập những cái thành phố bao che đó, tức là Sanctuary City để nhằm mục đích bảo vệ những người di dân bất hợp pháp chẳng hạn, thì California sẽ bị cắt ngân quỹ của chính phủ liên bang. Ngay lập tức thì ông thống đốc tiểu bang California là ông Brown nói rằng tiểu bang California không cần bởi vì đủ sức để mà đứng vững và đồng thời cái sự đóng góp của di dân của tiểu bang này rất là lớn. Tin cuối cùng ngày hôm nay đó là thưa quý vị hiện nay thì nước Anh đang phải đối đầu với một, một vấn đề là có bầu khoảng rất nhiều công dân của các quốc gia Âu Châu, thí dụ như của Pháp, của Ý, của Đức, của vân vân đang sinh sống trên lãnh thổ của nước Anh. Trong đó có 300 người Đức đang sống tại à, Anh Quốc. Nhưng mà cái vấn đề là sau khi có quyết định Brexit tức là tách Anh Quốc ra khỏi Liên hiệp Âu Châu thì hiện nay có một cái tâm lý lo sợ của dân chúng Anh. Họ bảo là họ không biết tương lai họ ra sao cả. Trên sáng ngày hôm nay tin của đài BBC Thế giới vụ cho biết là có khoảng 100.000 công dân của Anh Quốc đang nộp đơn để xin làm quốc tịch nước Đức với hy vọng sẽ qua đức sống bởi vì họ thấy tương lai của nước Anh sau Brexit có vẻ không lấy gì làm sáng sủa lắm. Chào tạm biệt quý khán giả và chúng tôi hẹn gặp lại quý vị trong chương trình Điểm tin sáng ngày mai.